Sopoca, đồng hành cùng hiểu rõ trong 5 phút. Ô cắm 10 nghỉ, gần 10 thiết bị, sale choáng váng lên đến 50%, giảm thêm 20%, dành riêng cho viewer của hiểu rõ trong 5 phút, nhận voucher dưới comment ngay. Sopoca, thật đáng đồng tiền. Xin chào các bạn. Ukraine từ lâu đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại chuẩn NATO, trong đó có tiêm kích F-16, và nhận định đây là phương tiện chiến đấu có thể thay đổi cục diện trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, Ukraine vẫn chờ các quan chức phương Tây thực hiện kế hoạch cuối cùng chuyển F-16 cho Kiev. Đan Mạch và Hà Lan đang dẫn đầu liên minh 11 quốc gia hỗ trợ đào tạo phi công F-16 cho Ukraine, nhưng họ chưa thể đồng thuận về kế hoạch huấn luyện và chưa có nước nào cam kết cung cấp tiêm kích cho Kiev. Nhưng Ukraine đã đạt được bước tiến mới khi các quan chức châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng trước nói trong khóa huấn luyện các phi công Ukraine lái F-16 sẽ bắt đầu vào tháng 8. Tuy nhiên, chương trình này bị lùi lại sau khi các bên thảo luận về chi tiết liên quan, trong đó có việc Ukraine sẽ cử bao nhiêu phi công tham gia khóa huấn luyện vận hành F-16. Một quan chức Mỹ và nguồn tin tại Kiev ngày 5 tháng 7 cho biết Ukraine chỉ có 8 phi công thông thạo tiếng Anh sẵn sàng tham gia khóa huấn luyện tiêm kích F-16. 20 phi công khác nói được tiếng Anh, song không quá thông thạo ngôn ngữ này, sẽ bắt đầu khóa học tại Anh trong tháng 8. Giới chức Mỹ từng tuyên bố sẽ hành động nhanh nhất có thể để chuyển F-16 cho Ukraine, bày tỏ kỳ vọng mẫu tiêm kích sẽ xuất hiện trên bầu trời nước này vào cuối năm nay. Ngoài ra, Nhà Trắng cho biết sẵn sàng huấn luyện phi công F-16 cho Ukraine tại nước này nếu năng lực đào tạo tại châu Âu tới giới hạn. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm qua ngày 11 tháng 8 thông báo: "Chúng tôi thực hiện điều này bởi đây là một phần trong nỗ lực lâu dài, rộng lớn hơn nhằm đảm bảo chúng tôi đang tiếp tục cải thiện năng lực quân sự và phòng thủ của Ukraine trong dài hạn." Tuy nhiên, chớ trêu thay là đúng vào ngày đón được tin tốt từ Mỹ thì Ukraine lại nhận tin dữ từ Nga, khi mà phòng không Ukraine cho biết Nga đang dùng tên lửa Kinzhan tập kích vị trí đóng quân của nhóm phi công sắp tham gia khóa luyện vận hành tiêm kích F-16. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat thông báo ngày 11 tháng 8, Nga đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Kolomia ở tỉnh Ivano-Frankivsk, miền Tây Ukraine. Theo ông Inat, nhóm không quân Ukraine dự kiến được huấn luyện để vận hành tiêm kích phương Tây, trong đó có mẫu F-16, trở thành mục tiêu trong trận tập kích nói trên của Nga. Ông Inat nói, nỗ lực này không thành công. Đồng thời, quân đội Ukraine cho biết, các tiêm kích MiG-31K Nga phóng 4 tên lửa siêu thanh KH-47 Kinzhan nhằm vào căn cứ không quân ở tỉnh Ivano-Frankivsk. Phòng không Ukraine bắn rơi một tên lửa Kinzhan khi chúng bay qua Kiev, song để lọt 3 quả còn lại, nhưng không nêu rõ thiệt hại. Các nguồn tin từ Nga vào thời điểm trưa ngày 12 tháng 8 mới chỉ đưa tin Nga hôm qua 11 tháng 8 đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa Kinzhan nhằm vào sân bay Zhulinya ở thành phố Kiev. Mục tiêu rất có thể là bệ phóng tên lửa phòng không Patriot đặt tại cơ sở này. Trong khi đó, chưa có cập nhật thêm về vụ đánh tên lửa siêu thanh Kinzhan vào miền Tây Ukraine. Được biết, Nga từ lâu đã cảnh báo viễn cảnh tồi tệ nếu các máy bay phương Tây, trong đó có F-16 đến Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16 tháng 6 cảnh báo F-16 sẽ cháy rụi. Trước thông tin Ukraine có thể bố trí F-16 tại nước ngoài để tránh đòn tập kích, ông Putin nói Nga sẽ xem xét phương án tiêu diệt chúng và cảnh báo Ukraine đặt F-16 ngoài lãnh thổ có thể dẫn tới nguy cơ kéo NATO vào xung đột. Còn theo các chuyên gia phân tích, dù việc biên chế tiêm kích F-16 là sự gia tăng đáng kể cho không quân Ukraine vốn đã bị thiệt hại nặng, tuy nhiên, những chiếc F-16 mà Ukraine có thể nhận được sẽ không phải là phiên bản hiện đại nhất, với radar dùng tên lửa thua kém so với tiêm kích và các tổ hợp tên lửa phòng không Nga. Chúng sẽ là con mồi được săn đón, tương tự như những gì các thiết bị phương Tây như xe tăng thiết giáp đang tham gia chiến dịch phản công của Ukraine. Và đó là nỗi ám ảnh thực sự với phương Tây. Không những vậy, như đã thông tin ở trên, các nguồn tin Nga đã khẳng định tên lửa Kinzhan hôm qua đã đánh vào sân bay Zhulinya ở thủ đô Kiev với mục tiêu là hệ thống phòng không Patriot, loại vũ khí được phương Tây và Ukraine mô tả là lá chắn bầu trời giúp Kiev bắn hạ nhiều tên lửa Kinzhan. Nhưng những thông tin này chưa được Ukraine đưa ra các bằng chứng thuyết phục. Chỉ biết rằng, sau một thời gian tuyên bố tiêu diệt hết các hệ thống Patriot, các tên lửa siêu thanh Kinzhan đã được Nga cho tạm nghỉ từ tháng 5. Cho đến khi Đức tuyên bố cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine hôm 9 tháng 8. Và rất có thể, chúng sẽ tới Ukraine và trở thành mục tiêu để Kinzhan tái xuất. Rõ ràng điều đó gián tiếp chứng minh cho việc Patriot thực sự bị Kinzhan tấn công, chứ không phải ngược lại, đánh chặn các tên lửa siêu thanh Nga. Ngoài ra, hôm 11 tháng 8 cũng là ngày hoạt động hiệu quả của lực lượng phòng không vũ trụ và tên lửa Nga, khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tập kích trúng nơi lính đánh thuê nước ngoài tập kết ở Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Nga ngày 1 tháng 8 nói rằng,
4 kho đạn của lữ đoàn cơ giới số 24, 43 và 60 thuộc quân đội Ukraine và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 108 tỉnh Donetsk, Kharkov và Zaporizhia bị phá hủy, cùng một điểm triển khai tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài tại thành phố Zaporizhia trúng đòn tập kích. Bộ Quốc phòng Nga không công bố chi tiết về mục tiêu trận tập kích tại thành phố Zaporizhia, cũng như thương vong và loại vũ khí được sử dụng. Trong khi đó, giới chức Ukraine cho biết thành phố Zaporizhia bị tên lửa Iskander tập kích khiến 16 người bị thương. Tòa nhà 4 tầng của khách sạn Raykaz tại trung tâm thành phố Zaporizhia bị hư hại nặng sau vụ tập kích. Và như vậy, hôm qua là một ngày thiệt hại thảm họa với Ukraine trong bối cảnh 2 tháng sau phản công, Ukraine thất bại. Không những vậy, lực lượng Nga giờ đây dường như chuyển sang chiến lược phòng ngự chủ động với mũi tiến công nhằm vào Kupiansk và các vùng lân cận. Chiến lược phòng ngự chủ động của Nga coi tiến công là một cách phòng thủ. Với mục tiêu chiến lược, Ukraine phải căng mình trên chiến tuyến dài hơn 1.000 km và không thể chi viện cho nhau. Chiến lược này còn giúp Nga phát hiện và tận dụng điểm yếu trong tuyến phòng thủ của Ukraine, giúp họ củng cố toàn bộ sườn đông của Lugansk. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.